Quê em mảnh đất Quảng Ninh, địa lui nhân kiệt mà trời sinh hiền tài. Quê em trai gái giỏi giang, sinh thời khí chất hiền ngang bất phàm. Trai thì trung dũng đảm đang, gái thì duyên dáng đẹp ngang điêu thuyền. Một là Ba Chẽ Tiên Yên, hai là Móng Cái Cô Tô Hải Hà. Trai giỏi lo chuyện nước nhà, gái thì lại giỏi tề gia chăm chồng. Đông qua xuân đến hạ về, quê em u bí thì thiếu gì gái ngoan. Trời ban hiếu thảo đoan trang, dịu dàng trong tháng mà đảm đang có thừa. Hồng không phai khi đặt trong bình ngọc, gái không dại khi chọn chồng hạ long. Sinh thời khí chất vô song, hô phong hoán vũ long lân nghe lời. Vâng, chim khôn chim đậu cành mai, mà trai khôn lấy gái Vân Đồn Quảng Yên. Lết la khiêm tốn thật thà, tấm lòng nhân hậu hiền hòa đáng yêu. Quê anh đất mẹ Đông Triều, trai thời hiếu nghĩa biết điều lại ngoan. Vâng, làm thơ thì chọn chữ tìm câu, muốn vợ nhân hậu tìm dâu đầm hà. Mẹ cha dạy chữ thật thà, sau là hai tiếng mặn mà thủy chung. Hoàng hôn thì đẹp nhất về chiều, mà bình yêu đẹp nhất vì nhiều gái sinh. Sống thì có nghĩa có tình, bình minh sáng dạng điển hình Quảng Ninh. Vâng, và để nói về khí chất bất phàm của trai gái đất mỏ quê mình thì người ta còn có nói một câu thơ rằng: gái hòn gai, trai cẩm phả, trai thì chị cúc đề ra, gái thì khí chất như bà Triệu xưa. Trời thì lúc nắng lúc mưa, mà yêu trai 14 thì chưa bao giờ sầu. Biển mãi xanh, bạch đằng giang mãi dạng, luôn tự hào đất Quảng hùng than.